Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 3, khóa 26 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai các nhiệm vụ giải pháp năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Ban chỉ đạo 35 tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2020, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp năm 2021. Hiệu quả từ mô hình xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa tại giáo xứ Thanh Thủy, phường Trúc Lâm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 12, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa 26 lần thứ 3 mở rộng để đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp năm 2021. Các đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên Bí thư Thị ủy, Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021. Theo đó, năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 18,6%, tính cả khu vực FDI trong khu kinh tế Nghi Sơn. Có 25 trên 27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó nổi bật là công tác thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.951 tỷ đồng, vượt 89,7% dự toán tỉnh giao, vượt 55,9% dự toán Hội đồng Nhân dân thị xã giao, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước đạt 1.698 tỷ đồng, tăng 68,5% dự toán tỉnh giao, tăng 38,5% dự toán Hội đồng Nhân dân thị xã giao, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Thành lập mới 160 doanh nghiệp, đạt 106% chỉ tiêu tỉnh giao. Hoàn thành xây dựng 2 xã, Định Hải và Hải Nhân đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số dự án đảm bảo hồ sơ thực hiện giải phóng mặt bằng là 91 dự án, với tổng diện tích giải phóng mặt bằng 480,31 hectare. Lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Đặc biệt, ngày 22 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 933 về thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn. Theo đó, huyện Tĩnh Gia chính thức trở thành thị xã Nghi Sơn từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 với 31 đơn vị hành chính, gồm 16 phường và 15 xã. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên huyện Tĩnh Gia, tiền thân của Đảng bộ thị xã Nghi Sơn. Sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và của cấp ủy thị xã. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021, báo cáo đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, trong đó nêu rõ chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2021 đạt 19,8% trở lên. Cùng với đó là các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời báo cáo đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của năm 2021. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu đều cơ bản thống nhất với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên Bí thư Thị ủy khẳng định, trong năm 2020, thị xã Nghi Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm của năm 2020, đồng thời đề nghị các phòng ban ngành đơn vị cần tập trung khắc phục có hiệu quả. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2021,
đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, đồng chí bí thư thị ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã tới cơ sở thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thì đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đồng chí quan tâm, chúng ta đảm bảo cái an ninh trật tự và an toàn xã hội đấy trong cái năm 2021 và trước mắt là trong cái dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán này, Tân Sửu này. Đề nghị đấy các cái đơn vị, các cấp ủy đấy, chính quyền thì các đồng chí đã được kiện toàn rồi đấy, thì chúng ta sẽ giao việc, phân công công việc cho nó cụ thể đấy, và nâng cao cái tinh thần trách nhiệm đấy của cán bộ trong thực thi công vụ. Đấy, về công tác xây dựng đảng hết đấy, thì báo cáo đồng chí là trước hết đấy, đề nghị các cái cấp ủy đảng cơ sở đấy, các đồng chí hiện đang có cái biểu hiện mất đoàn kết đấy, thì các đồng chí cũng phải ngồi với nhau đấy, trao đổi với nhau thẳng thắn, báo cáo như tinh thần đồng chí để chúng ta hiểu nhau hơn và phải đoàn kết. Các chương trình trọng tâm là đề nghị ban tổ chức, các đồng chí sớm tham mưu xây dựng cái đề án về luân chuyển điều động cán bộ. Đây, và cái đây thì báo cáo thì phải hoàn thành sớm, đấy, hoàn thành trước khi chúng ta làm nhân sự bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Đấy là đề nghị đấy, các cấp ủy, đấy các đồng chí cũng phải nâng cao cái năng lực lãnh đạo và cái sức chiến đấu. Để chúng ta được giao trọng trách rồi, đấy, chúng ta chịu trách nhiệm, đấy, chúng ta cũng phải đấu tranh, chúng ta phải chiến đấu hoàn thành cái nhiệm vụ. Đấy, báo cáo đồng chí thì phải nâng cao cái năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Đối với lại cái công tác kiểm tra giám sát, thì đề nghị báo cáo đồng chí thì cũng do cái cấp ủy mới, chúng ta mới kiện toàn để triển khai các cái nghiệp vụ, các cái thứ thì báo cáo đồng chí là cũng chưa kịp thời. Đấy, tới thì cũng ủy ban kiểm tra, các đồng chí sẽ tham mưu ra sớm hướng dẫn các nhiệm vụ để chúng ta tăng cường kiểm tra giám sát. Và đối với công tác phát triển đảng viên đấy thì báo cáo đồng chí là cũng đề nghị ban tổ chức, chúng ta hôm nay cũng thống nhất luôn, ủy ban tổ chức đồng chí sớm tham mưu với phương án đấy, thì cùng với lại các cơ sở nữa thì các anh xây dựng chúng ta có lộ trình đấy, và hướng thì báo cáo thì thường vụ sẽ giao chỉ tiêu của các đồng chí. Đấy, tất nhiên là chúng ta báo cáo đồng chí thì chúng ta phải kết nạp đảng viên thì phải xứng đáng, là chúng ta phải giải pháp, là chúng ta phải vận động và tuyên truyền để cho quần chúng cho phấn đấu để bảo đảm chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 12, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghi Sơn đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2020, và 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2020, công bố trao quyết định Bí thư Đảng Bộ Quân sự thị xã và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tham dự tọa đàm có các đồng chí Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng trong suốt chặng đường 76 năm qua, truyền thống của lực lượng vũ trang huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn. Theo đó, cách đây hơn 70 năm, ngày 18 tháng 6 năm 1948, huyện đội Dân quân Tĩnh Gia, nay là Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghi Sơn được thành lập. Trong suốt hơn 70 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghi Sơn được cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che, trải qua các thời kỳ cách mạng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, vượt qua khó khăn, thử thách, gương mẫu, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đồng thời tích cực tham gia cứu nạn cứu hộ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ghi nhận những thành tích đạt được trong thời kỳ đổi mới, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Đơn vị nhiều năm liền
được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng cờ thi đua, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng. Phát biểu tại buổi tọa đàm kỷ niệm, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy Nghi Sơn đã biểu dương những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự thị xã Nghi Sơn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí bí thư thị ủy nhấn mạnh. Báo cáo chỉ thị cơ bản, hay những cái đề xuất, cái kiến nghị của ban chỉ huy quân sự thị xã thì chúng tôi sẽ đều quan tâm để mà hướng tới để sẽ tập trung để quan tâm và động viên các đồng chí tích cực hơn nữa để cùng với để đảng bộ chính quyền của thị xã chúng ta thực hiện tốt cái nhiệm vụ của năm 2021 và của thời gian tới. Thế thì một lần nữa nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống của đồng chí và 31 năm đại hội quốc phòng toàn dân thì thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy kính chúc những cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã Nghi Sơn lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn về việc chỉ định đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn tham gia Ban chấp hành và giữ chức Bí thư Đảng bộ Quân sự thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thị xã cũng đã công bố quyết định về việc trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghi Sơn. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020, tối ngày 21 tháng 12, Đoàn Công tác Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã đến thăm chúc mừng Linh Mục và các chức sắc chức việc bà con giáo dân thuộc giáo xứ Ba Làng, phường Hải Thanh. Tham dự có các đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ngành của thị xã và cấp ủy chính quyền phường Hải Thanh. Thông tin tới Linh Mục, các chức sắc chức việc và bà con giáo dân giáo xứ Ba Làng, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh, lễ Giáng sinh năm 2020 là ngày lễ trọng của đồng bào theo đạo Công giáo. Trong những năm qua, giáo xứ Ba Làng đã làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để động viên bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Lương giáo trên địa bàn đã tập trung phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã chúc mừng Linh Mục Trịnh Văn Phiên và các chức sắc chức việc cùng bà con giáo dân giáo xứ Ba Làng đón một mùa Giáng sinh an lành. Trong không khí đầm ấm, các đồng chí Trịnh Xuân Phú, Bí thư Thị ủy, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã tặng hoa chúc mừng Linh Mục, các chức sắc chức việc và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc. Linh Mục Trịnh Văn Phiên trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã cùng các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương đã đến chúc mừng và chia sẻ niềm vui với đồng bào Công giáo tại giáo xứ Ba Làng. Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020, trên cương vị của mình, Linh Mục khẳng định sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của thị xã Nghi Sơn. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp này, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã đến thăm, chúc mừng các linh mục chức sắc chức việc và bà con giáo dân tại giáo xứ Hoài Yên, phường Hải Châu. Cùng đi có đồng chí Hoàng Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, đại diện các ngành hữu quan. Thông tin tới các linh mục chức sắc chức việc tại giáo xứ Hoài Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh,
Năm 2020 sắp đi qua, nhìn lại một năm qua, tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thị xã Nghi Sơn nói chung và phường Hải Châu cũng như các xã phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả trên, có sự đóng góp của bà con giáo dân thuộc giáo xứ Hoài Yên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã mong các linh mục, chức sắc chức việc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp lễ Giáng sinh, thay mặt Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể thị xã, đồng chí Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, gửi tới các linh mục chức sắc chức việc và bà con giáo dân giáo xứ Hoài Yên đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, sáng 23 tháng 12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến, báo cáo viên tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị. Sự hội nghị tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn có đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Nghi Sơn và các đồng chí bí thư, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu và báo cáo viên tại các điểm cầu đã được nghe đồng chí Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thông tin chuyên đề. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo điện cho giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đồng chí khẳng định tập đoàn sẽ tập trung tích hợp công nghệ số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện nhằm tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng cho khách hàng. Phấn đấu hết năm 2022, cơ bản chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số. Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Thông tin chuyên đề, tổng quan tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Việt Nam năm 2021. Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2020, đồng chí Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo khẳng định, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2020 đã đạt được một số thành tựu nổi bật như góp phần quan trọng vào công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền trong công tác phòng chống dịch COVID-19, định hướng tuyên truyền các sự kiện lớn trong năm, từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng báo cáo viên các cấp. Thông qua hội nghị trực tuyến của Ban Tuyên giáo Trung ương, các đại biểu và báo cáo viên tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn đã nắm rõ việc ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện lực trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Đồng thời cũng thấy được tiềm năng, cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam trong năm 2021 để tuyên truyền đến các ban ngành, cơ quan, đơn vị và cán bộ đảng viên. Hội nghị đã khẳng định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, một kênh thông tin để đưa tiếng nói, sự chỉ đạo, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến gần với nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 12, Thị ủy, Ban Chỉ đạo 35 tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2020, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp năm 2021. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đã thông qua báo cáo tình hình công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, năm 2020, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng được cấp ủy chính quyền, các phòng, ban, ngành, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 cấp thị xã từng bước đi vào nền nếp có chiều sâu và đạt được những kết quả tích cực. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội cũng được triển khai rộng khắp. Trong năm 2020, đã tổ chức xây dựng, củng cố lực lượng đông đảo với hệ thống báo cáo viên cấp thị xã, cộng tác viên ở 100% đảng bộ chi bộ trực thuộc, tổ chức được nhiều hình thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng thời kịp thời tuyên truyền,
định hướng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thị xã. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cần thiết lập đường dây nóng để thông báo, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, kịp thời khắc phục một số khó khăn trong công tác quản lý công nghệ thông tin trên mạng xã hội và Internet. Cần thành lập ban kiểm tra chuyên đề đi cơ sở, nắm bắt tình hình các cơ quan đơn vị để có chỉ đạo toàn diện hơn, tăng cường công tác tuyên truyền qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và dưới hình thức sân khấu hóa để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn, Trưởng ban chỉ đạo 35, đề nghị năm 2021, các cơ quan đơn vị, nhất là các thành viên trong ban chỉ đạo, tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy để chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời lãnh đạo chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tiếp tục triển khai sâu rộng nội dung nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân qua hệ thống truyền thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị các cơ quan, các thành viên trong ban chỉ đạo, trong đó chủ đạo là Ban Tuyên giáo Thị ủy, Công an thị xã, Ban Chỉ huy quân sự, Phòng Văn hóa Thông tin cần nghiên cứu các biện pháp nghiệp vụ để có biện pháp ngăn chặn các âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là trước thềm Đại hội 13 của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chỉ đạo thị xã cũng cần làm tốt công tác phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã và các ngành có liên quan để rà soát các vụ việc, các kiến nghị kéo dài của người dân để có các biện pháp giải quyết dứt điểm những bức xúc, tranh chấp, tạo niềm tin trong nhân dân, tránh để các thế lực thù địch kích động, lôi kéo, tạo thành điểm nóng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị các đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục lãnh đạo đạt được kết quả tốt hơn trong năm 2021 về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch. Sáng ngày 23 tháng 12, Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập trường 2015-2020. Sự lễ kỷ niệm có ông Đỗ Trọng Hùng, trưởng ban ban thi đua khen thưởng tỉnh, các cán bộ nhà giáo từng công tác giảng dạy cùng toàn thể cán bộ giáo viên và các em học sinh sinh viên của nhà trường. Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn được thành lập năm 2015 trên cơ sở nâng cấp từ trường trung cấp nghề Nghi Sơn. Từ 4 ngành nghề đào tạo năm 2015 đến nay, nhà trường có 10 ngành nghề đào tạo. Số lượng học sinh từ 400 người năm 2016 tăng lên 1.500 người năm 2020. Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và tranh thủ các nguồn lực đầu tư của nhà nước, đến nay, cơ sở vật chất của nhà trường đã khang trang hơn, đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học. Tỷ lệ học sinh, sinh viên ra trường có việc làm ngay đạt 90%, thu nhập bình quân từ 6 đến 15 triệu đồng trên tháng. Nhiều giáo viên của nhà trường đạt giải giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Các thiết bị dạy học, tự sáng chế của học sinh và giáo viên đạt giải 3 toàn quốc và giải nhất của tỉnh. Năm 2020, nhà trường có học sinh đạt huy chương đồng tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia và cũng là học sinh duy nhất của tỉnh Thanh Hóa đạt huy chương kể từ trước đến nay. Tại lễ kỷ niệm, Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng bức chướng với nội dung đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước. Với thành tích xuất sắc trong giáo dục và đào tạo nghề, tiêu biểu trong lao động sáng tạo, ông Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng nhà trường vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể và cá nhân được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Tại buổi lễ kỷ niệm, nhà trường cũng trao bằng tốt nghiệp cho 180 học sinh, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng
và trung cấp nghề đợt 1, khóa 2017-2020. Vừa qua, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền thị xã và sự chỉ đạo giúp đỡ của Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh, hoạt động của Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thị xã Nghi Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng nhà nước thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, trong năm 2020, Hội đã kêu gọi được nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, các xã, phường tham gia ủng hộ với số quỹ là 466 triệu đồng. Số kinh phí trên được Hội sử dụng có hiệu quả trong công tác chăm sóc, giúp đỡ, trợ giúp khó khăn, xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong những ngày lễ Tết, trao tặng 85 xe lăn cho người khuyết tật với số tiền trên 160 triệu đồng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm nhận trợ cấp cho 53 trẻ khuyết tật mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2021, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thị xã tiếp tục làm tốt công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội từ thị xã đến cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với việc xã hội hóa phong trào chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi, tập trung chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, tổ chức có hiệu quả các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ Tết, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm để có nguồn quỹ giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi. Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thị xã khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2020. Giáo xứ Thanh Thủy tại phường Trúc Lâm có 97 hộ với 397 nhân khẩu. Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội, cấp ủy chính quyền phường Trúc Lâm đã thường xuyên quan tâm đến công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó, việc xây dựng ra mắt thực hiện mô hình xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa tại giáo xứ Thanh Thủy đã và đang đem lại hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Năm 2019, cấp ủy chính quyền phường đã tổ chức hội nghị triển khai ra mắt mô hình xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa tại giáo xứ Thanh Thủy. Sau một năm triển khai thực hiện mô hình xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Trúc Lâm luôn được đảm bảo ổn định. Nhiều tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, bạo lực gia đình giảm đi rõ rệt. Kết quả đánh giá phân loại trên 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Hiện trên địa bàn giáo xứ còn 6 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo. Các hoạt động văn hóa thể thao được quan tâm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Cũng chính từ hoạt động của mô hình này, nhiều phong trào ở các cụm dân cư, tổ liên gia được tổ chức thường xuyên. Qua một năm là ra mắt cái mô hình giáo xứ bình yên, thì đối với Mặt trận Tổ quốc phường Trúc Lâm thì cũng đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp với chính quyền và công an phường để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và quy định địa phương, thường xuyên là thăm hỏi, động viên bà con giáo dân là chấp hành các chủ trương, cái nội dung liên quan đến tình hình an ninh trật tự, từ đó là góp phần tạo điều kiện cho bà con giáo dân là phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho bà con giáo dân. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.